trên cánh. Đưa thử anh em cặp Colum. Nhìn em đang ngây thơ xóa tóc hững hờ. ST hàng bái xịn anh em nhé. Ngày tôi hay xa đó tìm kiếm chỉ có mỗi riêng người. Chất âm thì đặc cấp. Những sông đá em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ sẵn lòng rồi. Bóng sau đó tôi hay theo sau. Chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Cặp này và ghét thêm súp làm cao kê gia đình như đỉnh cao luôn anh em. Lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biến khóc âm thầm. Rồi tình này như bóng cơn sóng, ngày tháng sông đen áo bên bờ. Những giây đó trong năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay trời đất hàng mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cảm này ghét thêm súp. Cho tôi xin con sâu chỉ dù. Cặp này ghét thêm một cặp súp hoặc là một con súp để chơi karaoke gia đình thì nó đẳng cấp luôn anh em nhá. Bát của nó là bát 10-17 và một chép kèn ở đây anh em nhá. Chép kèn ở giữa và con này là hai bát và một chép kèn. Anh em có nhu cầu thì sẽ có hình ảnh cụ thể anh em xem. Nói chung là cực kỳ gấu. Đấy, siêu gấu luôn. Và con này chơi hội trường lớn cũng được mà chơi gia đình cũng được. Đều rất là hay anh em nhá. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi.